Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lãnh đạo ngân hàng nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu đô la. Lê Minh Hưng nóng lít, tổng trọng không yên. Cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước bà Đỗ Thị Nhàn đã bị cơ quan điều tra cáo buộc tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ, tức là tương đương 118 tỷ đồng. Để bao che bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Đó là nội dung trong kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành được truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 18 tháng 11. Điều đó cho thấy công tác quản lý của nhà nước về hoạt động ngân hàng hết sức yếu kém và có rất nhiều lỗ hổng. Vụ Vạn Thịnh Phát, cả đoàn thanh tra đã bị mua chuộc để mà bưng bít cho sai phạm của SCB. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 19 tháng 11 đưa tin vụ Vạn Thịnh Phát, cả đoàn thanh tra bị mua chuộc để bưng bít cho sai phạm. Bản tin cho biết liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu đô la, thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB ít nhất là hơn 100 triệu và người nhiều thì nhận nhiều nhất là 8,7 tỷ đồng. Tình trạng cơ quan thanh tra của Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ để bỏ qua các sai phạm với mục đích bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB là vấn đề mang tính hệ thống, đã kéo dài trong rất nhiều năm rồi. Từ đó, các cơ quan quản lý đã không có điều kiện để kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ việc tham nhũng tài sản lớn xảy ra tại ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước và người dân. Việc bà Đỗ Thị Nhàn chỉ mới là cục trưởng của Cục Thanh tra giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước năm 2018 với chỉ một ngân hàng SCB mà đã nhận số tiền hối lộ đến 5,2 triệu đô la, thì đằng sau đó còn có biết bao nhiêu vấn đề cần được làm rõ. Bộ Công an cho biết bà Đỗ Thị Nhàn đã 3 lần nhận quả biếu từ ngân hàng SCB, mà cụ thể là lần đầu tiên vào giữa tháng 3 năm 2018, bà Nhàn nhận một túi quà, trong túi đựng 200.000 đô la ngay tại phòng làm việc. Tiếp đó, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, bà Nhàn đã 2 lần nhận hối lộ, một lần nhận một thùng xốp đựng 1 triệu đô la, và lần thứ hai nhận 2 thùng xốp, mỗi thùng chứa 2 triệu đô la tại nhà riêng. Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kết luận điều tra của Bộ Công an thể hiện rõ, khi nhận quà, bà Nhàn đã hỏi ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, đó là tiền gì? Thì ông Võ Tấn Hoàng Văn nói rằng, đây là tiền của bà Trương Mỹ Lan, cảm ơn bà vì đã trợ giúp SCB trong quá trình thanh tra. Tờ báo Tuổi Trẻ cho hay, bà Đỗ Thị Thanh Nhàn đã nhận khoản tiền nêu trên do đã hướng dẫn Ngân hàng SCB cách xóa dấu vết về các sai phạm của ngân hàng này trong hoạt động cho vay, đồng thời đã bỏ qua không xử lý nhiều sai phạm của ngân hàng này. Dư luận xã hội cho rằng với số tiền 5,2 triệu đô la, bà Nhàn không thể hưởng một mình mà phải chia chác cho nhiều người khác không nằm trong cục thanh tra. Đây chỉ là một vụ việc của một cá nhân đối với một ngân hàng, vậy thì còn hàng chục ngân hàng khác sẽ xử lý như thế nào? Điều đó cho thấy việc sự lũng đoạn trong thao túng của các nhóm lợi ích đối với quyền lực nhà nước như ở chỗ không người vậy. Dưới danh nghĩa thanh tra các sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng là việc làm thông suốt, có sự chỉ đạo từ trên xuống dưới, mà mục đích cuối cùng cũng chỉ là thanh cha, thanh mẹ, thanh gì, cứ có phong bì thì nó thanh ghiêu. Xin nhắc lại, tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10 năm 2023, một nhân vật đã bị đảng thịt, đó là ông Lê Đức Thọ, đương kim bí thư tỉnh ủy Bến Tre, nguyên tổng giám đốc Viettinbank. Ông Thọ bị cáo buộc là có tiền gửi vào ngân hàng lên tới 3.000 tỷ đồng. Nếu tính cả cổ phiếu thì tổng tài sản của ông Thọ lên tới 4.000 tỷ đồng. Thông tin này có lẽ là đáng tin. Vậy mà tin hành lang tiết lộ cho biết Lê Đức Thọ phân bua rằng anh ta bị đánh hội đồng, rằng Thọ làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước và hiện là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, một nhân vật thân tín của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, con trai ông Lê Minh Hưng, cựu Bộ trưởng
Bộ Công an. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các nguồn thạo tin cho biết những ông bà sở hữu ngàn tỷ không kém Lê Đức Thọ, từng là lãnh đạo chủ chốt ngân hàng, đang hiện diện tại Trung ương khóa 13 như Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Hưng Yên ông Nguyễn Hữu Nghĩa, vân vân, và rất nhiều quan chức khác đều có tài sản gửi nước ngoài và ngân hàng lưu trữ ít nhất cũng có vài trăm triệu đô la mà Việt Nam không biết được. Điều đó cho thấy nhóm lợi ích ngân hàng đã bắt tay nhau để bóp cổ các doanh nghiệp thông qua việc thanh tra để mà kiểm tra. Đây là việc cần phải làm rõ càng sớm càng tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin lãnh đạo ngân hàng nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu đô la, Lê Minh Hưng nóng đít, Tổng Trọng không yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu Lưu Bình Nhưỡng bị ghép tội chống đảng là án điểm thì Huệ và Thưởng sẽ ra sao đây? Luật sư nhà báo Lê Quốc Quân, cựu học trò của ông Lưu Bình Nhưỡng khi còn là sinh viên Đại học Luật, trong bài viết đăng trên trang web của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 17 tháng 11 cho biết như sau. Mới đây tôi được nghe từ một người bạn đang làm trong chính phủ rằng trong một lần cách đây 3 năm, ông Trương Hòa Bình đã nói về thầy Lưu Bình Nhưỡng rằng thằng khóc thuê đó, đợi đấy. Bài viết Tiếng Nói đại biểu sự cẩn trọng cần thiết đăng trên báo Công an vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 của tác giả Đỗ Cảnh Thìn. Điều đó hoàn toàn có cơ sở nếu chiếu theo bài viết với tiêu đề Tiếng Nói đại biểu sự cẩn trọng cần thiết đăng trên báo Công an Nhân dân. Tác giả là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Mở đầu bài viết, tác giả nêu vấn đề rằng bên cạnh đại đa số các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm và đưa ra nội dung chất vấn mang tính thuyết phục với tinh thần thái độ xây dựng thì vẫn có những đại biểu đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động. Rõ ràng tác giả Cảnh Thìn đã không nêu tên cụ thể, nhưng chắc chắn ai quan tâm tin tức chính trị sẽ nghĩ ngay đến cái tên đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Theo quy định của pháp luật, bất kể ai có hành vi đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động liên quan tới công tác nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ bị ghép vào cái tội chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là tội danh hình sự đã được quy định tại Điều 117, chương 13 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung vào năm 2015. Kể cả ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, cũng không được loại trừ. Sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, giới quan sát cho rằng khả năng cao đây là hành động trả thù của cơ quan tư pháp, trong đó có Bộ Công an và ngành tòa án của nước Việt Nam. Vì trong nhiều năm qua, khi còn là đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Lưu Bình Nhưỡng là người đã phê phán Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm và ngành tòa án của Chánh án Nguyễn Hòa Bình mạnh mẽ nhất. Xin dẫn ra các chứng cụ thể như sau. Thứ nhất, ông Nhưỡng nhận xét về báo cáo của Bộ Công an rằng tôi thấy vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp, tỷ lệ không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, xử lý tin sau tố giác quá hạn 99,76%, vân vân. Phát biểu này đã khiến nhiều đại biểu của ngành công an phản ứng dữ dội, nhưng ông Lưu Bình Nhưỡng vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Vào năm 2020, khi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an bằng chuyện tượng nhỏ nhưng đã làm mất mặt Tô Lâm tại nghị trường bằng bài phát biểu rằng cứ vào dịp lễ Tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán các thứ. Đề nghị đồng chí thực hiện biện pháp gì để anh em không làm chuyện này nữa. Cặp đôi Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh án Nguyễn Hòa Bình. Với các vụ án có dấu hiệu oan sai như vụ án Hồ Duy Hải với trách nhiệm rõ ràng thuộc về Chánh án Nguyễn Hòa Bình,
ông Nhưỡng đã đánh giá như sau. Dư luận cho rằng phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội và đã đưa dựa trên tư duy quan niệm mang tính buộc tội, vấn đề cấm kỵ trong lĩnh vực hình sự. Mặc dù công nhận nhiều sai sót mang tính mấu chốt trong quá trình điều tra, nhưng lại cho rằng sai sót đó không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng nêu quan điểm đại ý rằng Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã không xem xét công tâm, khách quan, khoa học đúng đắn đối với các vi phạm tố tụng của cơ quan điều tra. Có thể nói nhiều vấn đề tất khuất bị che lấp như thời gian thực hiện hành vi phạm tội, thời điểm nạn nhân chết, các vi phạm trong việc thu giữ dấu vân tay, mẫu máu, vật chứng, v.v. Đặc biệt là việc loại trừ các nghi can khác trong vụ án. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng phê phán chánh án Nguyễn Hòa Bình rằng không có quy định nào cho phép Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phán quyết về việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đúng hay không đúng pháp luật. Và còn rất nhiều những điều tiếp diễn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hiện nay, công luận đánh giá rằng việc tập trung mũi dùi được cho là quá mức vào cơ quan bảo vệ pháp luật, tới mức có đại biểu Quốc hội thuộc Bộ Công an đã nói trước nghị trường Quốc hội rằng cử tri trong ngành công an sục sôi phản ứng với phát biểu của ông Nhưỡng. Đó là nguồn cơn của việc cựu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cựu Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói về đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng rằng thằng khóc thuê đó đợi đấy. Và bây giờ Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội đã vào nhà đá theo lời nguyền đối với thằng khóc thuê của Lưu Bình Nhưỡng mà những vị quan chức trước kia đã nêu. Nhưng công luận quan tâm rằng trách nhiệm của những người liên quan tới bị can Nhưỡng sẽ bị xử lý ra sao, nhất là khả năng cao vụ án này sẽ là vụ án điểm liên quan đến tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong số những người liên quan phải kể đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong vai trò chống lưng, còn có Võ Văn Thưởng trong vai trò đồng phạm giúp sức bằng các tin nhắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin nếu Lưu Bình Nhưỡng bị ghép tội chống đảng và là án điểm thì Huệ và Thưởng sẽ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.